nên thoát ly loài súc sanh, được gặp chư Phật, nghe pháp tu hành, do ba thừa Thanh Văn, Bích Chi Phật và Phật Pháp mà nhập vô dư niết bàn. Như vậy, này Tu Bồ Đề, chư Đại Bồ Tát làm lợi ích chúng sanh rất nhiều, giáo hóa chúng sanh khiến phát tâm vô thượng Bồ Đề, đúng pháp tu hành, nhận đến nhập vô dư niết bàn. Lại này Tu Bồ Đề, Đức Như Lai dùng Phật nhãn thấy chư Đại Bồ Tát trong hàng sa quốc độ mười phương, trừ những khổ đói khác của hàng ngạ quỷ. Hàng ngạ quỷ này đều mến kính Bồ Tát. Do sự mến kính Bồ Tát này mà được thoát ly ngạ quỷ, gặp Phật, nghe pháp, tu hành đúng pháp, lần lần do ba thừa Thanh Văn, Bích Chi Phật, Phật thừa mà nhập vô dư niết bàn. Đại Bồ Tát vì độ chúng sanh mà thực hành tâm đại bi như vậy. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Đức Như Lai dùng Phật nhãn thấy chư Đại Bồ Tát ở trên trời Tứ Thiên Vương thuyết pháp, cũng thuyết pháp tại cung trời Đao Lợi, trời Dạ Ma, trời Đâu Xuất, trời Hóa Lạc, trời Tha Hóa. Chư thiên nghe Bồ Tát thuyết pháp, lần lần cho ba thừa mà được diệt độ. Này Tu Bồ Đề, trong hàng thiên chúng này, nếu có ai say mê ngũ dục, Bồ Tát hiện lửa nổi dậy đốt cháy cung điện họ rồi thuyết pháp cho họ. Này chư thiên, tất cả pháp hữu vi đều vô thường, đâu có an ổn được. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Đức Như Lai dùng Phật nhãn thấy hàng phạm thiên trong hàng sa quốc độ ở mười phương thế giới chấp lấy tà kiến. Chư Bồ Tát dạy họ xa rời tà kiến mà bảo rằng: sao các ngài ở trong các pháp hư vọng không tướng mà lại sanh tà kiến? Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát an trụ tâm đại từ vì chúng sanh mà thuyết pháp. Này Tu Bồ Đề, đó là pháp hy hữu khó theo kịp của Bồ Tát vậy. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Đức Như Lai dùng Phật nhãn thấy chư Đại Bồ Tát trong hàng sa quốc độ ở mười phương thế giới dùng bốn sự để nhiếp lấy chúng sanh, đó là bố thí, ái ngữ, lợi ích và đồng sự. Thế nào là Bồ Tát dùng bố thí để nhiếp lấy chúng sanh? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát dùng hai thứ bố thí để nhiếp lấy chúng sanh, đó là tài thí và pháp thí. Những gì là tài thí nhiếp lấy chúng sanh? Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát đem các thứ bảo vật vàng, bạc, lưu ly, pha lê, chân châu, kha bối, san hô, vân vân, hoặc đem đồ uống ăn, y phục, mền mùng, phòng nhà, đèn đuốc, hoa hương, anh lạc, hoặc con trai, con gái, hoặc bò, dê, voi, ngựa, xe cộ, hoặc đem thân thể mình mà cung cấp cho chúng sanh. Các ngươi nếu có cần dùng gì thì đến lấy, như đến lấy vật của mình, chớ có nghi ngại. Bố thí xong, Bồ Tát này dạy cho họ pháp tăng quy, quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, hoặc dạy họ thọ ngũ giới, thọ bát trai giới, hoặc dạy sơ thiền, nhận đến phi tưởng, phi phi tưởng định, hoặc dạy từ bi hỷ xả, hoặc dạy niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm xả, niệm thiên, hoặc dạy quán bất tịnh, quán xuất nhập tức, hoặc tướng, hoặc xúc, hoặc dạy tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thức giác phần, bát thánh đạo phần, không tam muội, vô tướng tam muội, vô tác tam muội, bát bụi xả, cửu thứ đệ định, thập lực, tứ vô úy, tứ vô ngại trí, thập bát bất cộng pháp, đại từ đại bi, 32 tướng, 80 tùy hình hảo, hoặc dạy quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, đạo Bích Chi Phật, hoặc dạy vô thượng Bồ Đề. Như vậy, này Tu Bồ Đề, hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát dùng sức phương tiện giáo hóa chúng sanh, tài thí xong lại dạy cho họ được niết bàn an ổn vô thượng. Đây gọi là pháp hy hữu khó theo kịp của Đại Bồ Tát. Này Tu Bồ Đề, thế nào là Bồ Tát dùng pháp thí nhiếp lấy chúng sanh? Này Tu Bồ Đề, pháp thí có hai thứ, một là thế gian, hai là xuất thế gian. Những gì là pháp thí thế gian?
trình bày dạy rõ pháp thế gian như là quán bất tịnh, quán xuất nhập tức, tứ thiền, tứ vô lượng tâm, tứ vô sắc định. Những pháp thế gian như vậy, với những pháp cùng đồng với pháp sở hành của phàm phu thì gọi là pháp thí thế gian. Bồ Tát này pháp thí thế gian như vậy, rồi dùng nhiều cách giáo hóa cho họ xa rời pháp thế gian. Xa rời pháp thế gian xong, Bồ Tát dùng sức phương tiện làm cho họ được pháp vô lậu của Bậc Thánh và quả vô lậu của Bậc Thánh. Những gì là pháp vô lậu của Bậc Thánh? Những gì là quả vô lậu của Bậc Thánh? Pháp vô lậu của Bậc Thánh là 37 phẩm trợ đạo và 3 môn giải thoát. Quả vô lậu của Bậc Thánh là quả Tu Đà Hoàn, nhận đến quả A-La-Hán, đạo Bích Chi Phật, vô thượng Bồ Đề. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, pháp thánh vô lậu của Đại Bồ Tát còn có trí huệ trong quả Tu Đà Hoàn, nhận đến trí huệ trong quả A-La-Hán, trí huệ trong đạo Bích Chi Phật, trí huệ trong 37 phẩm trợ đạo, trí huệ trong 6 ba la mật, nhận đến trí huệ trong đại từ đại bi. Tất cả pháp như vậy, hoặc pháp thế gian, xuất thế gian, trí huệ, hoặc hữu lậu, hoặc vô lậu, hoặc hữu vi, hoặc vô vi, nhất thiết chủng trí trong pháp ấy thì gọi là pháp thánh vô lậu của Đại Bồ Tát. Những gì là quả thánh vô lậu? Dứt tất cả chủng tập phiền não thì gọi là quả thánh vô lậu. Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát có được dứt thiết chủng trí chăng? Này Tu Bồ Đề, đúng như vậy. Đại Bồ Tát được dứt thiết chủng trí. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát với Phật có những gì khác? Này Tu Bồ Đề, có khác. Đại Bồ Tát được nhất thiết chủng trí thì gọi là Phật. Tại sao? Vì tâm Bồ Tát cùng tâm Phật không khác. Bồ Tát an trụ trong nhất thiết chủng trí, đối với tất cả pháp không pháp nào chẳng soi sáng. Đây gọi là Đại Bồ Tát thế gian pháp thí. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát nhân thế gian pháp thí mà được xuất thế gian pháp thí. Như vậy, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát giáo hóa chúng sanh cho họ được pháp thế gian, dùng sức phương tiện dạy cho họ được pháp xuất thế gian. Này Tu Bồ Đề, những gì là pháp xuất thế gian của Bồ Tát? Những pháp chẳng cùng đồng với pháp phàm phu, đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác phần, bát thánh đạo phần, tám giải thoát môn, bát bội xã, cửu thứ đề định, thập lực, tứ vô úy, tứ vô ngại trí, thập bát bất cộng pháp, 32 tướng, 80 tùy hình hảo, 500 đà la ni môn, đi gọi là pháp xuất thế gian. Này Tu Bồ Đề, thế nào là tứ niệm xứ? Đại Bồ Tát quán nội thân theo thân mà quán sát, quán ngoại thân theo thân mà quán sát, siêng năng tinh tiến dùng nhất tâm trí huệ quán sát, quán tập nhân của thân do nhân duyên sanh, quán thân diệt, quán sát hành sanh diệt của thân tập. Đạo này không sở y, nơi thế gian không sở thọ, đó là thân niệm xứ. Thọ niệm xứ, tâm niệm xứ, pháp niệm xứ cũng như vậy. Này Tu Bồ Đề, thế nào là tứ chánh cần? Những pháp ác bất thiện chưa sanh, vì chẳng sanh nên siêng năng tinh tiến. Những pháp ác bất thiện đã sanh, vì dứt trừ nên siêng năng tinh tiến. Những pháp thiện chưa sanh, vì sanh khởi nên siêng năng tinh tiến. Những pháp thiện đã sanh, vì thêm lớn đầy đủ nên siêng năng tinh tiến, đi gọi tứ chánh cần. Này Tu Bồ Đề, thế nào là tứ như ý túc? Nguyện dục tam muội quyết đoán thực hành thành tựu, tinh tiến tam muội quyết đoán thực hành thành tựu, nhất tâm tam muội quyết đoán thực hành thành tựu, tư duy tam muội quyết đoán thực hành thành tựu, đi gọi là tứ như ý túc. Này Tu Bồ Đề, thế nào là ngũ căn? Đó là tính căn, tinh tiến căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Này Tu Bồ Đề, thế nào là ngũ lực? Đó là tính lực, tinh tiến lực, niệm lực, định lực và huệ lực. Thế nào là thức giác phần? Đó là niệm giác phần, trạch pháp giác phần, tinh tiến giác phần, hỷ giác phần, khinh an giác phần, định giác phần,
và xả giác phần. Thế nào là bát thánh đạo phần? Đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tiến, chánh niệm và chánh định. Thế nào là tam tam muội? Đó là không tam muội môn, vô tướng tam muội môn và vô tác tam muội môn. Thế nào là không tam muội? Dùng không hành và vô ngã hành để nhiếp tâm gọi là không tam muội. Thế nào là vô tướng tam muội? Dùng tịch diệt hành và ly hành để nhiếp tâm gọi là vô tướng tam muội. Thế nào là vô tác tam muội? Dùng vô thường hành và khổ hành để nhiếp tâm gọi là vô tác tam muội. Thế nào là bát bội xả? Trong có tướng sắc, ngoài quán sắc là bội xả thứ nhất. Trong không tướng sắc, ngoài quán sắc là bội xả thứ hai. Tịnh bội xả là bội xả thứ ba. Qua khỏi tất cả tướng sắc, diệt tướng có đối ngại, vì chẳng nghĩ đến tất cả tướng dị biệt, mà quán hư không vô biên, nhập vô biên hư không xứ là bội xả thứ tư. Những đến qua khỏi phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, nhập diệt thọ tưởng bội xả là bội xả thứ tám. Thế nào là cửu thứ đệ định? Hành giả rời lìa pháp ái dục, ác bất thiện, có giác, có quán, ly dục, sanh hỷ lạc, nhập sơ thiền, những đến qua khỏi phi phi tưởng xứ, nhập diệt thọ tưởng định, gọi là cửu thứ đệ định. Thế nào là mười trí lực của Phật? Sức trí biết đúng thiệt phải chỗ, chẳng phải chỗ. Sức trí biết đúng thiệt vì những nghiệp, những thọ, biết chỗ tạo nghiệp, biết nhân duyên, biết quả báo suốt thuở quá khứ, hiện tại và vị lai của chúng sanh. Sức trí biết đúng thiệt tất cả thiền định, giải thoát tam muội. Sức trí biết đúng thiệt căn tánh thượng, trung hay hạ của tất cả chúng sanh. Sức trí biết đúng thiệt những tri kiến, hiểu biết và chỗ thích muốn của tất cả chúng sanh.